Xin chào anh em đã quay trở lại với Tam Bóng TV. Hãy cùng chúng mình đến ngay với cặp trận giữa Cremonese và Inter trong khuôn khổ vòng 20 Serie A. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 29 tháng 1 tại sân vận động Giovanni Zini của đội chủ nhà Cremonese. Cremonese và Inter Milan mới chỉ gặp nhau 2 lần trong quá khứ. Nerazzurri đã giành chiến thắng trong cả 2 lần và cả 2 trận đấu đều nổ tài. Inter Milan đang có mùa giải thứ 2 dưới thời huấn luyện viên Simone Inzaghi tương đối ổn định so với tình hình nhân sự của đội bóng này. Sau 19 trận đã thi đấu, họ thắng 12, hòa 1, thua 6 và tạm thời xếp ở vị trí thứ 4, kém đội nhì bảng Milan 1 điểm. Không còn hình ảnh của một đội bóng phòng ngự chắc chắn như khi huấn luyện viên Conte còn tại vị, Inter ở mùa giải này liên tục mất điểm số đáng tiếc do lỗi đến từ các hậu vệ của mình. Bằng chứng là dù sở hữu hàng công mạnh thứ 2 toàn giải với 38 lần khiến cho thủ môn đối phương vào lưới nhặt bóng, nhưng hàng phòng ngự của họ đã để lọt lưới tới 25 lần. Trong 5 trận gần nhất, Nerazzurri thắng 3, hòa 1, thua 1. Hai tiền đạo chủ lực của đội bóng là Lautaro Martinez và Edin Dzeko vẫn đang cho thấy sự hiệu quả của mình khi đã có lần lượt 9 và 7 bàn thắng tại mùa giải năm nay. Ngoài ra, người hâm mộ hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Nicolò Barella. Cầu thủ người Ý đã có 5 kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn và tự điền tên mình lên bảng tỷ số 5 lần. Giải đấu số 1 nước Ý dường như hơi quá sức với đội bóng mới lên hạng như Cremonese. Họ chưa có nổi một chiến thắng sau nửa đầu của mùa giải và gần như nắm chắc một vé xuống hạng. Đoàn quân của huấn luyện viên Baradini đã thua 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ có may mắn mới giúp họ có được một điểm trước Bologna ở vòng đấu trước. Đội bóng miền Bắc nước Ý mới chỉ ghi được 14 bàn tại mùa giải năm nay nhưng đã để lọt lưới tới 33 lần. Đóng góp lớn nhất vào lối chơi của đội bóng này chắc chắn là David Okereke khi tiền đạo này đã có được 4 bàn thắng sau 19 lần ra sân. Ngoài ra, khán giả có thể đặt niềm tin vào Desert và Siofani khi cả hai đã sở hữu 3 pha lập công sau những lần được trao cơ hội. Tỷ lệ nhà cái đưa ra là trừ 1 nghiêng về Inter. Không có quá nhiều hy vọng cho Cremonese ở trận đấu này bởi Inter đang tỏ ra là quá vượt trội với đội bóng chủ nhà. Còn về tỷ lệ tài xỉu, nhà cái đưa ra con số 3 dành cho trận đấu này. Inter hoàn toàn có thể clear được kèo này khi hàng công phong độ cao của họ chỉ phải đối đầu với hàng phòng ngự tệ thứ 2 của giải đấu. Dự đoán Inter 4-1 Cremonese. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tam Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.